Thanh Mộc Hương ra mắt siêu phẩm tẩy tế bào chết Optimus Original Spa với công thức vô cùng ưu việt cùng các hoạt chất cao cấp giúp phái đẹp tái sinh làn da và có được nhan sắc vạn người mê. Được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại tại nhà máy hàng đầu đạt chuẩn CGMP ASEAN, kem tẩy tế bào chết Optimus Original Spa đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng cao nhất tới tay người tiêu dùng. 100% nguyên liệu sản xuất là các hoạt chất an toàn, lành tính với mọi làn da, là sự kết hợp hoàn hảo của tẩy tế bào chết vật lý và hóa học với bộ đôi axit lactic cùng hai loại hạt tẩy tế bào chết. Thứ nhất là hạt hydrat silica, an toàn và lành tính nên được sử dụng trong cả chăm sóc da cho trẻ em. Thứ hai là hạt sáp jojoba elixir, đây là loại hạt có giá trị cao và rất được ưa chuộng ở châu Âu. Hai loại hạt này có kết cấu hình cầu, láng mịn cùng kích thước nhỏ giúp len lỏi sâu vào bên trong lỗ chân lông. Không chỉ giúp lấy đi các tế bào da chết tái tạo cho da, Ultra Gel Optimus Original Spa còn có khả năng mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc thải độc da, loại bỏ chất oxy hóa, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da nhờ hoạt chất cao cấp Malachi, được chiết xuất từ đá khổng tước, nhập khẩu từ Pháp và các khoáng chất có trong đất sét trắng. Khi so sánh 7 loại đất sét trắng khác nhau thì đây là loại duy nhất có độ pH tương tự da và dùng được cho mọi loại da. Ultra Gel Optimus Original Spa, công nghệ thải độc và tái sinh da hàng đầu châu Âu.